Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Thì trong thời gian vừa qua thì mình đã nhận được một lời bình luận của một bạn là bảo mình là: anh ơi, mọi anh hướng dẫn là cách khôi phục liên kết MB iTunes Store, không thể xử lý các mục mô vào lúc này thì phải làm sao hả anh? Ok, trong video hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn tới các bạn là cách khắc phục lỗi iTunes Store không thể xử lý các mục mô lúc này. Làm thế nào để chúng ta có thể liên kết tài khoản thành công thì các bạn hãy theo dõi và xem hết video của mình, làm theo từng bước mình hướng dẫn để chúng ta có thể liên kết tài khoản thành công mà không bị lỗi nhé. Ok, thì trước khi chúng ta vào chủ đề chính thì mọi người hãy để lại cho mình một sub và một like, một đăng ký kênh và ấn một chuông để luôn luôn cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu thôi. Ok, thấy không? Ok, trong nội dung video hôm nay thì mình sẽ vừa hướng dẫn tới các bạn cách hủy liên kết tài khoản app với ví điện tử Momo và cách liên kết tài khoản app với ví điện tử Momo để chúng ta có thể hủy và liên kết thành công. Thì các bạn hãy theo dõi và xem cái video của mình và làm theo từng bước mình hướng dẫn để chúng ta có thể hủy và liên kết tài khoản thành công nhé. Ok, rồi bước đầu tiên thì các bạn sẽ vào Momo cho mình nhé. Các bạn ấn chọn mới cho mình này. Các bạn sẽ đợi nó ra tí nhé. Rồi khi các bạn đăng nhập vào ví điện tử các bạn xong thì các bạn sẽ ấn vào chỗ phần tôi cho mình nhé. Đấy, các bạn ấn vào chỗ phần ví của tôi cho mình. Các bạn ấn chọn mới cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ kéo lên cho mình nhé. Các bạn sẽ tìm đến cho mình cái danh mục là dịch vụ liên kết cho mình nhé. Đấy, các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào cái danh mục là app. Các bạn ấn chọn mới cho mình nhé. Rồi khi các bạn muốn hủy liên kết đúng không, thì các bạn sẽ ấn vào chỗ các phần 3 gạch cho mình. Vào các phần 3 gạch ấy, các bạn ấn chọn vào cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ hủy liên kết dịch vụ. Đấy, các bạn ấn chọn mới cho mình. Các bạn lưu ý cho mình nhé. Hủy thiết lập thanh toán này. Các bước hủy thiết lập thanh toán. 1 này, chọn hủy liên kết để hủy thiết lập với tài khoản app ID của bạn thì sẽ được tự động chuyển sang trang hủy thiết bị thanh toán của app review. Đấy, lưu ý này, bạn cần hủy thiết lập thanh toán này trong cả ví điện tử Momo và app để tránh xảy ra sự cố khi các bạn muốn liên kết lại ấy. Đấy, thì bây giờ thì mình sẽ ấn có nhé. Đây, nó đang chuyển sang app nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào quản lý thanh toán cho mình nhé. Các bạn sẽ nhìn thấy là Momo wallet. Đấy, các bạn sẽ chọn ấn mới cho mình này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn gỡ bỏ phương thức thanh toán cho mình nhé. Đấy, các bạn ấn chọn gỡ bỏ cho mình. Rồi các bạn muốn gỡ bỏ phương thức thanh toán không? Đấy, Momo e-wallet là liên kết với ví điện tử Momo của bạn sẽ bị gỡ bỏ khỏi ID app của bạn. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ ấn gỡ bỏ nhé. Rồi ok, như vậy là mình đã gỡ bỏ thành công nhá. Bây giờ thì mình sẽ quay lại vào cài đặt nhá. Các bạn sẽ ấn thoát ra cho mình này. Tiếp theo thì các bạn sẽ vào phần cài đặt cho mình. Các bạn ấn chọn mới cho mình. Đây, nó vừa thông báo cho mình nhá. Bạn vừa hủy thành công thiết lập thanh toán ví Momo. Đấy, ok. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào cài đặt. Các bạn ấn chọn mới cho mình này. Rồi các bạn sẽ vào cho mình là cái mục là ID, app, iCloud, phương tiện và mục Momo cho mình. Các bạn ấn chọn mới cho mình nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ tìm cho mình danh mục là thanh toán và giao hàng. Đấy, các bạn ấn chọn mới cho mình. Hủy tài khoản là app là liên kết với ví điện tử Momo là thành công. Đấy, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là cách liên kết nhé. Cách liên kết tài khoản app với ví điện tử Momo để chúng ta có thể mua hàng trên ứng dụng không bị trục trặc hay không bị lỗi như thế nào. Đấy, bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn là từ đầu là cách liên kết tài khoản app với ví điện tử Momo để chúng ta có thể mua và thanh toán trên ứng dụng app store. Rồi ok, trước tiên thì các bạn sẽ vào phần cài đặt cho mình. Các bạn ấn chọn vào cho mình này. Rồi ok, Khi các bạn vào phần cài đặt xong thì các bạn muốn tiếp theo vào cái phần là ID, app, iCloud, phương tiện và mục mua cho mình nhé. Các bạn ấn chọn mới cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào cho mình là thanh toán và giao hàng cho mình nhé. Đấy, này các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình nhé. Rồi ok, các bạn sẽ đợi nó lát tí. Rồi ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy cho mình cái phần là thêm phương thức thanh toán. Đấy, thêm phương thức thanh toán nhé. Các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình. Rồi ok, thì các bạn sẽ nhìn thấy cho mình là thẻ tín dụng là và ghi nợ. Đấy, nếu bạn nào có thẻ tín dụng như thẻ Visa ấy, thì các bạn cũng có thể liên kết để chúng ta có thể thanh toán và mua ứng dụng trên App Store. Đấy, nếu mà các bạn không có thì các bạn sẽ liên kết với ví điện tử Momo. Đấy, như mình hướng dẫn các bạn. Rồi ok, tiếp theo thì các bạn sẽ vào cho mình cái mục là Momo e-wallet. Đấy, các bạn ấn chọn vào cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ đăng nhập vào ví Momo e-wallet cho mình. Đấy, các bạn ấn chọn vào cho mình nhé. Đấy, các bạn sẽ đợi nó lao lát tí. Rồi ok, khi nó lao lát xong thì các bạn sẽ nhìn thấy cho mình là tiếp tục với ứng dụng Momo. Các bạn ấn chọn mới cho mình. Đấy, các bạn ấn chọn mới cho mình này. Rồi ok, bây giờ nó lao lát bên ứng dụng với điện tử Momo nhá. Đấy, rồi các bạn ấn xác nhận cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ nhập mật khẩu vào ứng dụng của bạn. Rồi ok, bây giờ nó đang xử lý. Đấy, như trường hợp mà bạn nhắn tin bình luận cho mình ấy, các bạn cũng gặp trường hợp như thế này đúng không? Đấy, iTunes Store không thể xử lý các mục mô vào lúc này, vui lòng thử lại sau. Rồi ok, thì các bạn sẽ liên kết lại cho mình nhé. Các bạn sẽ tắt nguồn điện thoại của bạn đấy, tắt nguồn điện thoại của bạn đi. Rồi các bạn sẽ bật nguồn, các bạn sẽ làm đi làm lại. Các bạn liên kết bằng được thì thôi. Đấy, bây giờ thì mình sẽ tắt nguồn điện thoại của mình nhé. Đấy. Rồi ok, khi các bạn ấn tắt nguồn xong thì các bạn sẽ ấn bật lại và các bạn sẽ làm lại từ đầu cho mình nhé. Các bạn sẽ vào cài đặt. Rồi các bạn sẽ vào ID, app, iCloud, phương tiện và giao hàng cho mình. Đấy, các bạn sẽ ấn chọn một cho mình. Rồi các bạn tiếp tục vào cái phần thanh toán và giao hàng cho mình. Bây giờ nó đang lao loát, các bạn sẽ đợi một tí. Rồi tiếp theo thì các bạn muốn vào cái phần là thêm phương thức thanh toán cho mình. Đấy, các bạn ấn chọn một cho mình. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ vào Momo e-wallet cho mình nhé. Đấy, các bạn bấm vào tiếp tục cái cũ cho mình nhé. Các bạn ấn chọn một cho mình này. Rồi các bạn ấn đăng nhập vào Momo của bạn. Đăng nhập vào Momo nhé. Rồi ok, rồi tiếp theo thì các bạn ấn tiếp tục với ứng dụng Momo. Đấy, rồi bây giờ thì các bạn sẽ đăng nhập vào ứng dụng Momo của bạn nhé. Đấy, ok, rồi tiếp theo thì các bạn sẽ ấn xác nhận ngay cho mình nhé. Xác nhận ngay cho mình nhé. Đấy, thời gian chỉ có trong vòng một phút nhé. Đấy, rồi các bạn sẽ nhập mật khẩu lại cho mình. Đấy, tiếp theo ấy. Rồi bây giờ nó đang xử lý. Rồi các bạn sẽ đợi nó tí nhá. Đấy, bây giờ nó đang xử lý nhá. Ok, rồi ok, thiết lập thanh toán thành công này. Bạn đã thiết lập thanh toán thành công. Đấy, ví Momo của app. Đấy, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem nhé. Nó vừa thông báo cho mình nhé. Đây, bạn đã thiết lập thanh toán thành công ví Momo cho app. Đấy, từ nay các giao dịch của app sẽ được tự động thanh toán. Đấy, qua các tài khoản thanh toán trong ví Momo. Đấy, ok, như vậy là mình đã liên kết tài khoản là app với ví điện tử Momo nhé. Đấy, nếu mà các bạn gặp trường hợp như mình ấy, thì các bạn tắt nguồn đi cho mình này. Các bạn tắt nguồn đi cho mình. Rồi các bạn tắt nguồn, bật lại. Rồi các bạn sẽ liên kết lại từ đầu cho mình. Đấy, rồi các bạn sẽ thành công. Như vậy là mình đã liên kết tài khoản của mình thành công nhé. Rồi tiếp theo thì các bạn ấn xong cho mình. Rồi ok, bây giờ thì mình sẽ thoát ra. Đấy, bây giờ thì mình sẽ thoát ra. Nếu các bạn muốn mua hàng trên ứng dụng App Store đúng không? Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là cách mua hàng trên ứng dụng App Store nhé. Rồi, các bạn sẽ vào App Store lên cho mình, các bạn ấn chọn của cho mình này. Rồi các bạn sẽ tìm các mục của bạn muốn mua nhé. Ví dụ các bạn muốn mua trò chơi đúng không? Đấy, các bạn sẽ kéo lên cho mình này. Mạng hơi yếu nhé, thì nó đang bị lag video ấy. Mình sẽ lấy ví dụ cho các bạn một cái nhé. Ví dụ các bạn muốn mua ứng dụng này đúng không? Đây, mình sẽ cho các bạn xem này. Trả phí nhé. Đây, ví dụ như các bạn là muốn mua ứng dụng này đi, thì các bạn sẽ ấn chọn mới cho mình này. Rồi, các bạn sẽ ấn mua cho mình này. Đấy, thì các bạn sẽ thanh toán đúng không? Thì các bạn sẽ ấn thanh toán cho mình. Số tên này thì nó sẽ trừ vào tài khoản mua các bạn. Đấy, bây giờ mình sẽ ấn thanh toán nhé. Đấy, nếu ví của mình có tiền đủ thanh toán thì nó sẽ bị trừ nhé. Mình sẽ tải được ứng dụng. Số tiền của mình không đủ thì nó sẽ không đây. Số tiền tài khoản Momo của bạn là không đủ số dư để thực hiện giao dịch số tiền 50.000 đồng. Đấy, thì mình không đủ tiền thì mình sẽ không tải được ứng dụng này được, thì mình sẽ không mua được ứng dụng này nhé. Đấy, các bạn để ý cho mình như thế này. Phương thức thanh toán của bạn đã bị từ chối. Đấy, vì số tiền trên ứng dụng Momo của mình là không đủ. Đấy. Rồi, ok. Thì bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem tài khoản của mình trên ứng dụng Momo nhé. Thì mình đã liên kết thành công hay không? Thì mình bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem trên ứng dụng Momo của mình đã liên kết thành công nhé. Đấy, các bạn sẽ vào Momo của bạn này. Rồi tiếp theo thì mình sẽ cho các bạn xem số tiền của mình nhé. Vừa nãy mình mua là không đủ nhé. Đấy, giờ mình vừa nãy mình mua là bị từ chối, số tiền của mình còn 4.000 thôi, mình không đủ là 5.000 để mua ứng dụng đó. Đấy, đấy, chính xác chưa? Đấy, ok nhé các bạn nhé. Đấy, rồi bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem là mình vừa liên kết tài khoản của mình ấy, thành công ấy, là thành công nhé. Đấy, mình sẽ vào ví của tôi này, các bạn ấn chọn muốn cho mình này. Rồi các bạn sẽ kéo lên cho mình cái phần mục nhé. Đấy, mục là dịch vụ liên kết nhé. Đấy, dịch vụ liên kết đây. Đấy, các bạn ấn chọn mới cho mình này. Rồi, ok nhá. Đây, đang liên kết là một tài khoản nhá. Lúc mình liên kết tài khoản nhá, 00:56 ngày mùng 5 tháng 3 năm 2022 nhá. Như vậy là mình đã liên kết tài khoản của mình thành công nhá. Đấy, ok nhá. Đấy, mình là lúc bây giờ mình đang làm video là lúc là 1 giờ 27 phút, quá là muộn rồi các bạn ạ. Đấy, nếu bạn là thương mình, yêu quý mình ấy, thì các bạn hãy ấn vào chỗ bên dưới đăng ký kênh và ấn vào chuông để cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Rồi, ok, như vậy là mình đã hướng dẫn tất cả các bạn là cách hủy này, thành công này, và cách liên kết tài khoản app với ví điện tử Momo để các bạn thanh toán là thành công nhé. Rồi, ok, thì video của mình cũng xin dừng tại đây nhé. Thì các bạn nhớ ấn đăng ký kênh và ấn vào chuông để cập nhật những video mới nhất từ video của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.